Việt mở ra hàng loạt cơ hội cho startup trẻ. Giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo, từ ý tưởng đến sản phẩm là tâm điểm của cộng đồng khởi nghiệp và các bạn trẻ trong những ngày cuối tháng 5 ở TPHCM sự kiện thu hút đông đảo công chúng khu vực miền Nam tại Quỹ TSC Building 01, Công viên Phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Quỳ 12, TPHCM. Điểm nhấn của sự kiện không chỉ là các thông tin sâu rộng về những điểm nổi bật của giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 mà là những chia sẻ, những bài học khởi nghiệp hữu ích trong thời đại số tới cộng đồng khởi nghiệp. Các bạn trẻ và đông đảo công chúng khu vực miền Nam, nhiều câu hỏi được các sinh viên tham dự đặt ra cho các diễn giả liên quan đến cơ hội nào phát triển sản phẩm cho các startup qua Nhân tài đất Việt. Trước câu hỏi của sinh viên, anh Lê Công Thành, trưởng nhóm đạt giải nhất Nhân tài đất Việt 2016 với sản phẩm hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SBCC, cho rằng, ban giám khảo sẽ ưu tiên vào những sản phẩm hoàn thiện chứ không còn là ý tưởng nữa. Các bạn cần có đội ngũ phối hợp nhau giải quyết ở mọi vấn đề các để trả lời ban giám khảo tốt hơn. Năm nay có nhiều đội thi đến từ nước ngoài, nên phải chọn đúng lĩnh vực thế mạnh của mình. Về câu hỏi đánh giá về sự hỗ trợ sản phẩm sau khi nhận giải thưởng nhân tài đất Việt, anh Lê Công Thành khẳng định giải thưởng chính là đòn bẩy giúp cho các sản phẩm, các nhóm phát triển hơn. Năm 2016 mình cũng không dự định tham gia dự thi vì nghĩ rằng doanh nghiệp mình còn quá non trẻ, phải cần đầu tư rất nhiều về nguồn lực, tài nguyên để hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, tình cờ ban tổ chức nới thêm một tuần để tham gia dự thi, nhóm mình mạnh dạn đăng ký thử. Khi thi, chúng tôi không đặt nhiều kỳ vọng mà cố gắng nỗ lực hết mức, trình bày tất cả những gì mình có và may mắn nhóm chúng tôi đạt một trong hai giải nhất. Giá trị giải thưởng không nằm ở số tiền nhận được 100 triệu đồng mà ở chỗ sau khi đạt giải rất nhiều đơn vị truyền thông đã hỗ trợ nhóm gần như miễn phí. Nhiều người trong xã hội đã biết đến sản phẩm của mình hơn, từ đó hàng loạt cơ hội mới mở ra, công ty chúng tôi có động lực mạnh hơn nữa để hoàn thiện cái giải pháp công nghệ trên sản phẩm mình, tôi cho rằng đó là những giá trị vô cùng lớn. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Tổng giám đốc tập đoàn VNPT, kiêm Phó trưởng ban tổ chức giải nhân tài đất Việt đã trả lời lý do vì sao năm 2019 mở thêm hạng mục khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ thông tin, ông Tấn khẳng định, xu hướng chuyển đổi số của quốc gia tạo cơ hội chuyển đổi mới mở rộng tài nguyên hợp tác nên đây là cơ hội để liên kết với các ý tưởng của những bạn trẻ cùng các nhà khởi nghiệp. Sự phát triển của công nghệ AI tạo cơ hội ứng dụng vào dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tiến sĩ Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải thưởng cho biết bản thân cảm thấy vinh dự được có mặt tại sự kiện này ngay khu công viên phần mềm Quang Trung, nơi đang có nhu cầu hoàn thiện hơn, thu hút các doanh nghiệp mở rộng hơn. Ông đánh giá rằng nếu nói lĩnh vực công nghệ thông tin hiện đang mạnh nhất thì phải nói đến hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM ở giải thưởng nhân tài đất Việt suốt 15 năm qua. Hạng mục giải về công nghệ thông tin đều chia đều ở hai đầu đất nước. Tiến sĩ lòng kỳ vọng giải thưởng năm thứ 15 sẽ tiếp tục thu hút nhiều hơn thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh gửi sản phẩm tham gia. Ông Long cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ quan tâm đến giải thưởng. Ông cho rằng có hàng ngàn sản phẩm dự thi giải nhân tài đất Việt hàng năm nên để tạo điểm nhấn các bạn phải hoàn thiện ý tưởng của mình riêng năm nay có hạng mục sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, ban tổ chức vẫn rộng cửa chào đón thí sinh đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình. Ông Nguyễn Văn Tấn tiếp lời, các bạn hãy theo dõi những tài nguyên của VNPT đang có để phát triển hơn nữa ý tưởng, không dừng lại. Khi sản phẩm đã thành công có thể đưa ra thương mại thì có nhiều cách để nhận được các đầu tư, trong đó VNPT cũng là một trong những nhà đầu tư. Đồng hành cùng Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 có các đơn vị tài trợ, nhà tài trợ chính, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam. VNPT, nhà tài trợ Kim Cương, Vingroup, Vietcombank, Vietnam Airlines, nhà tài trợ Vàng, Dược phẩm Eco, AB Bank, Sun Group, Agribank, nhà tài trợ Vận chuyển, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, đơn vị đồng hành với Ban truyền thông báo dân trí triển khai thực hiện giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 là Tổng công ty truyền thông, VNPT, Media. Về hoạt động truyền thông Tổng công ty truyền thông VNPT Media vinh dự là đơn vị bảo trợ truyền thông cho giải thưởng này cùng các báo bảo trợ thông tin có uy tín, báo điện tử dân trí, báo điện tử VN Media, tạp chí xã hội thông tin, báo Bưu điện Việt Nam, báo Công thương, báo Đầu tư, báo Hà Nội mới, cổng thông tin điện tử chính phủ. Lê Phương. Ảnh: Nguyễn Quang